Đây, món kagi. Kagi vịt hay gà vậy con? Ai? Đây mấy em mới ăn rồi. Ăn đi. Gà. Ủa sao không có khoai hả? Mà có khoai không? Chờ đã coi. Chỉ tay vậy luôn hả? Khỏi khỏi cần dùng mà gì chứ hả? Rồi, trong lúc bà cô đang chuẩn bị món kagi thì mấy đứa cháu nó gọi móc điện thoại không? À, mời đăng là tối là xấu rồi. Trong điểm cưới giờ rồi bà thím ba thì đang lột dừa. Lột dừa chi vậy thím? Cháu thì ngồi cái đống vậy, thím ba ngồi lột dừa. Thím ba lột dừa chi vậy thím ba? Dừa đang xào mứt. Xào mứt dừa hả? Có ăn bánh mì chưa sắc chưa? Bây giờ có khoai vậy đó. Đấy. Đây là tiếp viên hàng không. Ủa sao nãy mình không để ở trên mà lại tắm để ở dưới? Để cái hành nè. Hả? Hơn chút nữa mình để trên thêm đi Hào. Để thêm vài miếng cho đẹp Hào. Thôi để vài miếng thôi. Mọi người là đang chuẩn bị là dọn để cúng.
đoàn Lê Hai. Lộn ông Lê Văn bé Hai á. Lộn á. Nó ăn cũng nó được vô, thật con cá bé ta với bộ trời ơi bé con cá mà con nó có hai loại rồi con cá mà cá mập con á mập con ăn cũng giống vậy nè đó mập con béo hơn cái thằng thiên nhiên nó không ngon anh nuôi mập con á của tao thì nó hay gặp đó là bố liền à thiên nhiên nhắc rồi ý vậy cho nó chính xác hiểu không ý vậy mà bây giờ mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.